Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngày hôm nay hãy cùng mình điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày. Vào tối ngày hôm qua 17 tháng 5, thì thủ lĩnh CL đã đăng tải một đoạn clip lên Instagram với nội dung chúc mừng kỷ niệm 11 năm ngày ra mắt 2NE1. Và trong đoạn video này thì đã ghi lại những khoảnh khắc tập hợp của tất cả các thành viên trong nhóm và khiến cho fan hâm mộ phải bật khóc. Vào tối ngày 17 tháng 5, thì thủ lĩnh CL đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thần thánh của 2NE1 trên Instagram với dòng chú thích: mừng ngày kỷ niệm 11 năm gắn bó giữa 2NE1 và Blackjack, cộng đồng fan của nhóm. Cảm ơn thành viên của chúng ta, chị Bom, chị Dara, Ninji và fan Blackjack. Tôi thật sự rất nhớ mọi người và gửi lời cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và yêu thương 2NE1. Không ít fan đã bật khóc khi xem clip này. Được biết là vào ngày 17 tháng 5 hàng năm thì các thành viên đều tề tựu đầy đủ, không gặp mặt trực tiếp thì cũng liên lạc với nhau bằng cách gọi video để mừng dịp đặc biệt này. 4 năm kể từ khi nhóm tan rã vào năm 2016 thì người hâm mộ vẫn khắc khoải nhớ mong khoảnh khắc các thành viên cùng đứng trên sân khấu và chỉ mong họ có thể tái hợp vào một ngày nào đó như bao nhóm nhạc đình đám như là Singwa, Hot. Sốt động nhất là bình luận của một fan SNSD: tôi là Son và bản thân không thể nào quên được 2NE1. SNSD đã trở thành girl group đỉnh cao như thế nào, những lần họ tụ họp lại vô cùng đặc biệt và chân quý đối với tôi. Trong video được CL đăng tải thì Park Bom là thành viên đầu tiên bày tỏ cảm xúc: không thể tin được đã 11 năm trôi qua, chị vẫn mong chúng ta có thể thật sự tái hợp, yêu tất cả mọi người. Dara tiếp lời: chị không thể nào diễn tả được bằng lời tình cảm của chị dành cho mọi người. Và Minji bật cười: em cần tiến đến mốc cuối của 20 rồi đấy này. Ha ha, em còn không nhận ra rằng 11 năm trôi qua nhanh đến thế. Thủ lĩnh CL chốt lại: hãy cùng đến bên nhau và kỷ niệm trước khi tour nhạc kịch của chị Dara khép lại sau khi Minji ra single mới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị Bom ơi, chị có định cùng bọn em nói điều này không đấy? Hãy cùng vui đùa với 2NE1 nào. Tiếp tục là một tin vui khác đối với các fan K-pop khi mà vào sáng nay 18 tháng 5 thì fan hâm mộ vô cùng phát sốt trước thông tin Blackpink sắp sửa cho ra mắt full album đầu tay. Tuy nhiên thì YG xác nhận phải đến tháng 9 thì người hâm mộ mới có thể nghe trọn vẹn được full album này. Cụ thể, màn tái xuất của Blackpink sẽ chia ra làm 3 đợt. Đợt 1 rơi vào tháng 6 phát hành ca khúc Mở Đường, hiện đã gần hoàn thiện xong phần quay hình và luyện tập vũ đạo. Đợt 2 là tháng 7 và tháng 8 phát hành một single ở định dạng đặc biệt, hiện chưa thể tiết lộ thêm. Đợt 3 là tháng 9 lên kế hoạch phát hành. Cuối cùng thì YG kêu gọi khán giả chờ đón Sour Candy, ca khúc mà Blackpink góp giọng với Lady Gaga sẽ được ra lò vào ngày 29 tháng 5. Công ty sẽ chạy một dự án toàn cầu với nhãn hiệu âm nhạc lớn nhất hành tinh để nhóm vươn xa hơn ở thị trường thế giới. Trích dẫn lời thông báo từ phía công ty chủ quản của Blackpink như sau: xin chào, đây là YG Entertainment. Trước tiên, chúng tôi muốn cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ và thể hiện tình yêu với Blackpink. Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn về kế hoạch của Blackpink cho năm nay. Sau nhiều giờ làm việc, chúng tôi đã hoàn thành thu âm 10 bài hát mới của Blackpink để tổng hợp lại thành album chính thức đầu tay của Blackpink. Blackpink trước tiên sẽ bắt đầu 2020 bằng việc ra mắt trước ca khúc chủ đề vào tháng 6. Nhóm hiện tại đã gần như hoàn thành việc chuẩn bị cho buổi quay và luyện tập vũ đạo. Kế hoạch thứ hai là phát hành đĩa đơn thứ hai trên định dạng đặc biệt vào tháng 7 hoặc là tháng 8. Xin hãy thông cảm rằng chúng tôi không thể nói thêm những chi tiết vào lúc này. Chúng tôi đang lên kế hoạch phát hành album chính thức đầu tiên của Blackpink vào tháng 9. Vì chúng tôi chuẩn bị cho album này trong thời gian dài đã giúp chúng tôi sẽ ra mắt những nội dung theo 3 kiểu khác nhau để nhóm có cơ hội gặp các fan với nhiều nội dung và màn trình diễn hơn. Xin hãy chờ đợi ca khúc Sour Candy của Lady Gaga sẽ được ra mắt vào 29 tháng 5 tới, có sự tham gia của Blackpink. YG Entertainment sẽ cho chạy các dự án toàn cầu cùng Universal Music, hãng đĩa to nhất thế giới giúp Blackpink có bước nhảy vọt vào thị trường toàn cầu. Hãy thể hiện tình yêu và sự ủng hộ với Blackpink và các thành viên, những người đã hết mình làm việc cho màn comeback sắp tới. Cảm ơn! Dù ngày comeback của Blackpink đã sắp gần kề, tuy nhiên thì người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các thành viên khi họ liên tục gặp chấn thương. Ngày comeback của Blackpink đã gần kề, do đó các fan luôn muốn bốn cô gái xuất hiện trong tình trạng thể chất và tinh thần tốt nhất. Thế nhưng thì khi Lisa xuất hiện trong buổi livestream của một sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 5, người hâm mộ đã soi được một vết bầm lớn xuất hiện ở gần mắt cá chân của cô. Những ngày gần đây, Lisa khá im ắng trên mạng xã hội, nếu không vì tham gia sự kiện thì các fan sẽ chẳng nhận ra rằng cô bị thương. Không chỉ có vậy, một số người còn nhận ra rằng Lisa có che khuyết điểm cho chân, do đó họ suy đoán rằng rất có thể cơ thể của main dancer Blackpink còn nhiều chỗ bầm dập khác mà cô không muốn để lộ vì sợ làm fan lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên Lisa gặp chấn thương trước thềm comeback.
Trước thềm tái xuất với ca khúc Kill This Love vào tháng 4 năm 2019, thì fan từng nhận ra sự bất thường ở lưng của nữ idol, qua đó nghi ngờ cô phải đeo đai điều trị đau lưng. Đáng chú ý là cách đây không lâu, Jennie đã từng bị trượt chân dẫn đến bị thương ở mắt cá và dây chằng nên phải chống nặng. Việc hai thành viên của Blackpink nối tiếp gặp chấn thương ngay trước thềm comeback khiến Blink vô cùng xót xa. Có người còn lo ngại rằng vũ đạo của ca khúc mới quá mạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các cô gái. Vẫn biết là với idol thì việc gặp chấn thương trong quá trình luyện tập là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì điều này cũng không giúp người hâm mộ bớt lo âu, nhất là khi ngày tái xuất của Blackpink đã rất gần. Và các fan thì đều mong Lisa và Jennie chóng bình phục, vũ đạo của nhóm được điều chỉnh sao cho phù hợp với các thành viên để đảm bảo sức khỏe cho họ. Bạn đang xem video trên kênh Top Soa Hàn và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.